Hello chào tất cả mọi người, trở lại với kênh vlog của Bảo nha. Đây là hai bạn nhỏ lâu lắm rồi bên em mình mới gặp lại nha. Sau một năm học, mấy em nó mắc học mọi người nên không quay clip được. Giờ vô tháng hè giờ em nó kêu giờ tụi nó đem nguyên bịch cốc mọi người ơi. Đây, đâu bịch cốc đâu? Đây nguyên bịch cốc luôn. Hai anh em nó kêu giờ quay clip ăn cốc siêu cay khổng lồ đi mọi người. Bây giờ theo chiều theo ý hai bạn này nha. Đạt với con Bo nha. Giờ mình sẽ gọt cốc và đâm muối ớt cho nó thiệt cay nha, ăn nha mọi người. Mọi người xem tiếp theo video của mình nha. Bây giờ mình bỏ muối với lại bỏ ớt vô dầm nha. Bỏ cỡ 20 trái ớt vô dầm được rồi. Giờ mình bỏ muối cho chưa bệnh viện sớm. Giờ mình bỏ nhiều trái, bây giờ bạn bỏ nhiều trái. Chắc cỡ 20. Đây. Còn bạn Đạt gọt cốc nha mọi người. Ok, đây là ớt mình sẽ bỏ vô nha các bạn. Ý trời ơi, cay nha. Giờ mình đâm. Nhân này chắc khóc luôn mọi người. Rồi, bây giờ tới mình gọt cốc nha mọi người. Giờ bạn Đạt sẽ quay lại cho mình nha. Đây là nguyên cái đống cốc để giờ anh em mình gọt nha mọi người. Gọt xong để vô dĩa nha. Rồi để yên đi. Xong nhị cốc rồi, giờ anh em mình thưởng thức nha. Và muối nữa. Muối à, siêu cay luôn. Muối mình gắt lên hết luôn đi, gắt lên hết luôn. Cầm nguyên trái nút mới ngon. Ngon. Đổ muối vô lấy dao cạo xuống, cạo quét xung quanh luôn. Nghiêng qua đây. Bò với bạn Đạt quốc nha, cầm nguyên trái nút luôn, cầm trái cạo luôn, ăn nó xuống quay clip mà phải ăn cảm giác cầm nguyên trái này cắn cái đầu nó mới ngon. Cay. Chua chua cay cay. Nút nguyên trái luôn bò. Cắn sự nguyên trái luôn, cầm trái chạp cái đầu này nó mới ngon nè. Nguyên trái chấm muối vô, quay clip cũng chấm muối gì hết. Ý là mình cầm trái này nè. Thôi cay. Nút trái luôn, từ từ, quay từ từ, di chuyển từ từ thôi, tao mới ăn được. Đâu, đúng rồi, nguyên trái rồi. Nguyên Đạt ăn rồi, ui. Sao này. Đó. Cay, ngon. Cốc đồng rất là ngon, nhìn thấy ăn thì cảm biến. Ướt nước miếng không mọi người ơi. Con gà sắp chịu hết nổi rồi. Hình như ta thấy ông bà ta ở trên đó chảy mắt luôn. Ngon rồi. Khóc, khóc dẫn không? Uống rồi chấm rồi. Mọi người ơi, giờ mình vô mình ướt kèo hết nổi mọi người, cốc ngon quá. Mọi người, đây, cốc đây. Ngon mọi người. Ui, nhớ không? Mình lúc một cái. Chịu hết nổi rồi.
Đây, bỏ vài miếng ớt lên. Ngon nha. Chắc luôn. Mời mọi người nha. Siêu cay. Thì uống nước mọi người. Lát siêu cay này kỳ quá. Ăn vô càng uống càng cay á. Muốn uống cho mọi người coi. Mọi người xích lại. Ngon mọi người. Anh Liên bò dầm muối cay quá. Ớt địa ngục hả mày? Quê á. Nó chua. Nhưng mà kiểu mà chua có nó có dịu dịu ngọt tí cũng đỡ. Trọt ớt luôn. Bò làm cao quá mọi người. Tưởng mỏi. Thân nhiên đẹp hả? Ngon. Wow. Ngon thiệt. Mà có điều là mày làm ớt ở đâu ra vậy? Ngon quá mọi người. Không biết gì cốc mà anh em mình ăn hết không nữa. Mình chưa ăn sáng nữa. Mình lại chân cốc. Trời ơi. Mày có ăn cháo mà cao quá mọi người. Hôm nay là có cháo không? Cho tao mượn uống đi. Cay quá. Thêm cháo nữa mọi người. Nhắm ăn nổ không cho ba. Thêm cháo nữa. Nhà quốc ra. Không có cái cải. Ngon bò. Ngon. Lớn lên. Ngon lắm mọi người. Ngon lắm mọi người. Ngon lắm mọi người. Ngon lắm. Sắp đi bệnh viện rồi. Cay quá. Hình đạn ăn cay được. Bỏ làm cay quá. Này cũng chịu nổi luôn. Coi thử khách ăn siêu cay ha. Mới 20 trái ớt thôi mà vậy. Đây thì đúng ngọt á. Dảnh mỏ. Quá sức cái tầm này rồi. Sao rồi? Mà ăn con cháo vậy đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Thảo không được. Ê, bỏ mày. Ừ. Được hả? Anh Điên bò bỏ chạy rồi mọi người. Còn Đạt với mình chiến đấu. Thắng nó mới ngon. Chấm luôn. Ớt này, chấm chấm vô. Trời ơi, đây ớt quá trời mọi người. Mọi người miếng nữa nha. Cài nó xuống. Anh đi quay trở lại rồi.
Đau quá. Chưa nói rồi. Chắc anh em mình ngừng tại đây mọi người. Cái cao quá. Ăn nổi hết dầm ớt cao quá. Nhà mình chào tạm biệt mọi người nha. Cao quá mọi người. Niên bo. Chào mọi người, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh giúp anh em mình nha, để anh em mình muốn gặp lại anh em mình làm những video mà ngon hơn nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người.